Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện các trọng tâm chỉ đạo, điều hành đã được phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 xác định, gồm 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm vaccine bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phối hợp hài hòa, hợp lý, đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác, xây dựng các kịch bản dự báo về tăng trưởng, lạm phát, các cân đối lớn, đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thúc đẩy tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.